Công ty của Tô Thị 80% dự án đều cho tôi thực hiện. Hôm nay tôi rời đi thì cổ phiếu của Tô Thị ngày mai sẽ rất thảm mà thôi. Mày dám đe dọa tao, ông đây giết chết mày. À, dám đánh người phụ nữ của tôi, ông chán sống rồi à? Lại là mày, mày dám đánh tao à? Sao lại tới đây? Em đã đồng ý nuôi anh rồi, anh cũng phải làm gì đó cho em chứ. Nói gì vậy chứ? Anh nghĩ rằng mình là sếp thẩm của tập đoàn Thẩm Thị sao? Báo đài đều đã đưa tin anh chỉ là đồ giả mạo, còn không mau quỳ xuống cúi lại ba tôi ba lần, bọn tôi sẽ tha mạng cho. Được thôi, cứ đợi mà xem ai mới là người chết trước. Trợ lý Cố, ra thông báo hủy bỏ mọi hợp tác với Tô Thị. Có thể bảo trợ lý Cố làm việc thì chỉ có sếp thẩm của tập đoàn Thẩm Thị. Ba, đừng để bị hắn ta lừa. Báo đài đều đưa tin hết rồi, hắn ta chỉ là một tên bồi bàn, làm sao có thể là sếp thẩm. Chết tiệt, xém chút nữa bị thằng ranh này lừa rồi. Chỉ là một thằng bồi bàn mà dám. Ai gọi điện thoại vậy? Hả? Trợ lý Cố của tập đoàn Thẩm Thị. Đây là nhân vật số 2 trong tập đoàn Thẩm Thị. Đúng là nể mặt nhà họ Tô chúng ta. Đồ nghèo hèn, dám khoác lác gọi cho trợ lý Cố. Mày chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Nghe cho kỹ đi, Tô Đại Phúc, theo chỉ đạo của chủ tịch chúng tôi, tập đoàn Thẩm Thị chính thức hủy bỏ mọi sự hợp tác với nhà họ Tô. Hả? Sao lại như thế này? Cái gì? Đại Phúc, Đại Phúc. Không lẽ nó thực sự là sếp thẩm của tập đoàn Thẩm Thị sao? Mình chết chắc rồi. Tốt nhất là nên chạy thôi. Tiêu rồi, thế là xong. Bây giờ A Lê chắc sẽ tin mình rất lợi hại. Anh Mặc à, chúng ta trốn thôi. Trốn? Trốn nhanh đi. Các người làm gì vậy? Hả? Sao hôm nay ai cũng có thể xông vào công ty của tôi vậy? Hả? Chào Tô tiên sinh. Các người là... Tôi làm theo lệnh của Thẩm lão phu nhân, đặc biệt tới tìm nhà họ Tô, dâng sính lễ hàng chục tỷ, hỏi cưới thiên kim nhà họ Tô, về làm cháu dâu, chú Tống mà. Cháu nội của tôi là một đứa đầu gỗ, dặm ngõ là chuyện lớn. Cô hãy chuẩn bị sính lễ gần chục tỷ, đem qua đó trước đi, coi như là chút lòng thành của nhà họ Thẩm. Dạ. Cái gì? Sính lễ hàng chục tỷ. Thẩm lão phu nhân cô nói chính là gì đó sao? Người sáng lập tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm lão phu nhân, nhân vật lớn như bà ấy, sao lại nhìn trúng con gái tôi? Ba, ngài không cần phải khiêm tốn. Ý của lão phu nhân chính là chọn ngày tốt, chỉ bằng gần nhất, kết hôn càng sớm càng tốt. Không phải. Ôi chao, cái này. Hả? Ba. Hả? Chuyện gì vậy chứ? Sếp thẩm không phải đã bị con đàn bà Giang Lê kia đưa đi rồi hay sao? Làm sao lại còn đem sính lễ tới dặm ngõ con? Sính lễ này là do thẩm lão phu nhân đưa tới. Nhưng mà tôi đâu có quen biết bà ấy. Có phải là trước đây có một bà già luôn hy vọng cô sẽ cưới cháu trai của bà ta hay không? Nhớ ra rồi, gần đây tôi quả thực là cùng một số bà già giàu có chơi mặt dược. Họ chắc chắn là bị thu hút bởi tôi, mới kể cho thẩm lão phu nhân điểm tốt của tôi. Như vậy là đúng rồi. Như vậy là đúng rồi. Sếp thẩm muốn cưới Nhã Nhược, vậy thì tại sao hôm nay vẫn giúp cho con đàn bà kia đối phó chúng ta? Đại Phúc à, tôi thấy thằng ranh đó vốn dĩ không phải là sếp thẩm đâu, chỉ là lúc thuận miệng chém gió chút thôi mà. Tình cờ đúng lúc sếp thẩm đã hủy bỏ sự hợp tác cho nên mới như vậy thôi. Ba, bắt đầu từ ngày mai con chính là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị. Con là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Con cũng chính là người của giới thượng lưu rồi. Ba, vợ người giàu nhất thế giới. Anh Mặc, anh và trợ lý Cố có phải là bạn thân không? Ý em là gì? Trợ lý Cố ở tập đoàn Thẩm Thị dưới một người trên vạn người. Anh ấy là người mong chủ tin tưởng nhất. Anh nói thật cho em nghe đi, có phải là anh yêu cầu anh ta hủy hợp tác với nhà họ không? Em đúng là giàu trí tưởng tượng. Anh Mặc à, anh không cần phải tỏ vẻ gì em làm gì. Anh Mặc, anh không cần phải tỏ vẻ gì em đâu.
Em biết anh trùng tên với chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị đều là Thẩm Mặc, nhưng mà người ta là chủ tịch, còn anh chỉ là nhân viên phục vụ. Anh không thể vì trùng tên và có một người bạn thân làm trợ lý mà lại quên mất việc bản thân mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Anh nói coi họ có cho em vào danh sách đen hay không. Công ty của tụi em vẫn còn tuyển dụng phục vụ nữ. Hay là em cũng giống như anh làm bồi bàn nha. Tới lúc đó, người trong giang hồ đặt ngoại hiệu là Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Nương tử. Được, vậy em sẽ hỏi quản lý thử. Được. A Lê, miễn là anh có thể ở cạnh em, không làm người giàu có nhất cũng được. Đi trước nha. Tạm biệt. Hãy giúp Giang Lê và tôi vị trí nhân viên phục vụ ở khách sạn. Nhân viên phục vụ, sếp Thẩm, ngài lại chơi trò gì nữa vậy? Anh Mặc, anh có mệt lắm không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không sao, anh Mặc của em rất là khỏe mạnh đó. Khỏe mạnh vô cùng. Đây không phải là nhà thiết kế Giang sao? Sao vậy? Chuyển nghề qua làm phục vụ rồi hả? Thế cảm giác thế nào? Cảm thấy tuyệt vời. Từ khi làm công việc nặng nhọc, thắt lưng của tôi cũng không còn đau nữa. Chân tôi cũng không còn tê. Mọi thứ đều rất ổn. Vậy sao? Có tin là tôi khiến cho cô ngay cả công việc này cũng không làm được hay không? Còn khốn. Thúi thiệt đó. Cô có tin tôi đánh sạch răng cho cô không? Giang Lê, cô định làm gì vậy? Tôi nhã nhược, muốn chết à? Điên rồi, sao lại dám đánh tôi? Kêu quản lý của các người tới đây, tôi sẽ sa thải hai người. Anh Mặc, đừng so đo với hạng người đi nữa. Đi làm việc thôi. Chờ một chút. Cũng đúng lúc, tôi cho cô xem một thứ. Ngày mai, tôi và người giàu nhất thế giới Thẩm Mặc sẽ làm đám cưới. Tôi là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tới lúc đó, tôi sẽ khiến cho các người chết không có chỗ chôn. Alo, đám cưới của Thẩm Mặc và Tô Nhã Nhược là gì nữa hả? Sếp Thẩm là do lão phu nhân sắp xếp. Có lẽ là lộn người rồi. Ây da, chắc là bà nội coi nhà họ Tô như thông gia. Thông báo cho họ lấy lại sính lễ đi, hủy bỏ đám cưới gì đó đi. Được. Anh làm bộ gọi cho ai nữa vậy? Diễn. Diễn tiếp đi. Alo. Cái gì? Đám cưới bị quỷ. Nè, đừng có đem đi, đừng đem đi. Người nhà họ Thẩm đột nhiên tới đây nói rằng đám cưới đã bị quỷ bỏ, muốn đem toàn bộ sính lễ đi. Dù sếp Thẩm luôn là người giàu nhất, cũng không thể hẹn cưới rồi quỷ cưới như vậy được. Chuyện này không phải khiến nhà họ Tô trở thành trò cười của cả Hải Thành sao? Đây là quyết định của sếp Thẩm, tôi không có quyền can thiệp. Hỗn sược. Các người thật hỗn sược. Tôi phải đi tìm Thẩm lão phu nhân tố cáo. Tùy ông. Nè, đừng mà, đừng có đi. Đừng mà, vòng cổ của tôi. Tôi là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Anh Mặc, nhìn tôi nhã nhược có phải là quả báo nhãn tiền hay không? Điển hình của gieo gió gặt bão. Cái con khốn kiếp. Đám cưới của tao bị quỷ là tại mày. Tao sẽ giết mày. Tôi nhã nhược, chuyện đám cưới cô bị quỷ không liên quan gì tới tôi hết. Đừng hành động như là một con chó điên được không? Gặp ai cũng cắn. Tao mặc kệ. Đám cưới của tao bị quỷ tất cả là tại vì hai đứa mày đó. Tôi nhã nhược, trước giờ tôi nể mặt A Lê mới không muốn tính toán với cô. Bây giờ cô muốn tìm chết như vậy. Báo công an. Tôi nhã nhược mưu đồ cố ý giết người. Camera của khách sạn có lẽ đã ghi lại toàn bộ quá trình. Hãy giao nó cho công an, nghiêm trị cô ta. Báo công an, nghiêm trị tao sao? Đừng có đùa nữa được không? Xem cái đám ngốc các người diễn thật thú vị đó. Cô Tô, bằng chứng camera ghi lại rõ ràng, khách sạn Đế Quốc có quyền bắt giữ, bàn giao cô cho công an, đem đi. Đừng có đụng vào tôi, các người có biết tôi là ai hay không? Tôi là trưởng nữ nhà họ Tô đó, mau buông ra. Chuyện gì vậy?
Tại sao Tô Nhã Nhược lại bị bắt đi? Em vẫn buồn vì chuyện đó. Em cảm thấy có chút lãng phí. Chúng ta tốn bao nhiêu công sức đem sảnh tiệc trang trí đẹp mắt như vậy, bây giờ lại không dùng được nữa rồi. Sẽ không bị lãng phí. Anh làm gì vậy? Ali, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Anh mặc, em đồng ý. Hai người đang làm gì vậy? Trong giờ làm việc ôm ôm ấp ấp, trừ lương 20 giờ. Trừ. Trừ thoải mái đi. Đi. Đi đâu giờ? Cục dân chính. Anh không được nuốt lời đâu đó. Anh làm sao mà nuốt lời chứ? Tới cục dân chính thôi. Chúng ta tới cục dân chính. Hôm nay đúng là may mắn. Mặc dù em bị mất việc, nhưng lại tìm được một tấm chồng. Em không cần lo về công việc. Anh bấm đầu ngón tay, hôm nay chắc chắn sẽ có một công ty thiết kế mời em về làm. Anh mặc của em từ lúc nào mà biết bói toán như vậy chứ? Alo. Cái gì? Phòng nhân sự thiết kế Thịnh Thế muốn tìm tôi sao? Cảm ơn nha. Thật sự là tốt quá rồi. Bây giờ em không chỉ có việc làm mà có thể nuôi anh luôn. A Lê, còn bận việc sao? Hôm nay tới Thịnh Thế nhận việc, mức lương và đãi ngộ của họ đưa ra đều tốt, nên em phải làm việc chăm chỉ. Vẻ đẹp quá. Đợi vài ngày nữa, anh bảo quản lý của Thịnh Thế thăng chức cho em làm trưởng bộ phận thiết kế. Được rồi, thu dọn lại, đặt bút xuống, ăn trước đi đã. Tổng tài bá đạo, em thích nhìn anh chém gió như vậy. Anh Mặc, em tính hết rồi, với mức lương hiện tại của em, nhiều nhất là 3 năm nữa, chúng ta có thể sở hữu ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Tại sao lại là một ngôi nhà nhỏ? Em không thích nhà lớn sao? Phải đó, em thích ở nhà nhỏ thôi. Em thích làm việc, sinh ra đã thích chịu khổ rồi. Mình đã nói gì sai à? Món canh cá nhìn cũng ngon quá. Mau thử xem có vừa miệng không. Rất là ngon đó. Ăn thêm đi. Tại sao chỉ ăn canh mà không ăn đồ ăn? Có phải đợi anh đút em không? Anh nói bậy gì nữa vậy? Nếu anh dám không nghe lời em sẽ không nuôi anh nữa đâu. Bây giờ em buồn ngủ quá, không mở nổi mắt nữa rồi. Mắt không thể nào mở lên được. Em đang mời gọi anh đấy à? Ai mời gọi anh chứ? Chúng ta giờ là vợ chồng hợp pháp. Vợ chồng hợp pháp thì phải làm chuyện nên làm chứ. Chuyện này hợp tình hợp lý mà. Anh Mặc, anh không đàng hoàng gì hết. Đừng có dùng nhan sắc để mà quyến rũ em đó. Yên tâm đi, sau này có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Lý Tuyết Mai, bà coi chừng tôi đó. Này Nhược Nhược, cô vừa được thả ra từ cái nơi đó, xui sẽ biết bao. Nếu mà không mạnh tay, sẽ không xua đuổi được giận rủi. Thôi đi, giận rủi cái gì? Còn không phải tại con gái của bà sao?
Đại Phúc, tôi không có biết gì hết. Tôi mà biết thì làm sao thành ra bộ dạng như vậy? Đồ khốn kiếp, đều là do con gái ngoan của bà. Ăn không ngồi rồi còn không biết cảm kích, đúng là đồ sói mắt trắng. Nhược Nhược, qua đây ăn đậu hũ. Ăn đậu hũ. Ba, cái này khó ăn quá rồi đó. Dù có dở cũng phải ăn, nếu không ăn thì làm sao có thể thoát khỏi giận rủi này. Phải, Đại Phúc, tôi nhất định để nó quỳ trước mặt cô Nhược Nhược, bắt nó xin lỗi Nhược Nhược. Văn Lê, cái con tiện nhân đó đã bước chân vào công ty thiết kế Thịnh Thế số 1 Hải Thành, trở thành nhà thiết kế của họ. Bên đó còn rất trọng dụng cô ta. Đám tiểu nhân đó mà leo lên được, chắc chắn sẽ chèn ép gia đình chúng ta. Không được đâu, con phải tìm sếp Lương, nhất định phải khiến con khốn đó biến đi. Văn Lê, mày và thằng Tranh kia cứ đợi đó, cùng nhau đi xin ăn trên phố đi. Xuống xe đi. Đem nói cho anh biết, đi xe điện tới công ty vào buổi sáng là tiết kiệm thời gian nhất. Lúc trước em cũng đi làm như vậy sao? Ngày xưa cũng có xe hơi, nhưng gần đây em thiếu tiền cho nên mới bán xong. Còn bao nhiêu việc cần phải chi mà. Vì nuôi anh mà em vất vả rồi. Đừng nói những lời to tát như vậy. Được rồi, vậy chiếc xe điện này giao lại cho anh nha. Hả? Giao cho anh? Chồng đưa đón vợ đi làm mà, không phải là chuyện nên làm sao? Được rồi, em đi đây. Anh tự lái xe về đi. Đi đường cẩn thận đó. Hả? Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt vợ. Tạm biệt ông xã. Sếp Thẩm, chiếc xe mới của ngài cũng không tệ. Ghen tị không? Ghen tị vì tôi có bạn gái rồi. Đừng làm FA nữa. Sao lại công kích cá nhân rồi? Chuyện tôi giao cậu làm tới đâu rồi? Xong rồi. Thiết kế Thịnh Thế hiện giờ đã là công ty con trực thuộc Thẩm Thị. Một tiếng nữa, giám đốc điều hành của Thiết kế Thịnh Thế sẽ đích thân bàn giao hết cho ngài. A Lê thích những ngôi nhà nhỏ, chắc con sẽ thích công ty nhỏ. Tặng cô ấy Thiết kế Thịnh Thế, chắc chắn sẽ vui lắm. Chồng đưa đón vợ đi làm, không phải là chuyện nên làm hay sao? Đúng rồi, giúp tôi tìm một trường dạy lái xe. Hả? Không phải ngài có bằng lái rồi sao? Thậm chí còn có giấy phép lái trực thăng. Trường dạy lái xe điện cơ. Văn Lê, giám đốc Lý tìm cô. Chút nữa cứ thế mà làm. Tô Nhã Nhược đúng là âm hồn bất tán, sao cứ xuất hiện như vậy hoài chứ. Giám đốc Lý, ngài tìm tôi. Văn Lê, cô bị sa thải rồi. Giám đốc Lý, tại sao chứ? Mấy tác phẩm tôi làm ra công ty đều hài lòng, hơn nữa cũng đang trong quá trình sản xuất. Kể cả khi công ty muốn sa thải tôi thì cũng phải cho tôi một lý do rõ ràng. Cô muốn một lý do phải không? Lý do là bạn gái Nhược Nhược của tôi không thích cô. Lý do này đã đủ chưa? Còn không phục nữa hả? Có ý kiến sao? Ý kiến gì thì cũng ngậm mồm lại. Ai mà không biết, toàn bộ giới thiết kế Hải Thành, ông đây chính là trời. Sếp Lương, anh đúng là ngầu quá đi. Anh ở trên giường còn ngầu hơn. Nhưng mà tôi không làm gì sai hết. Các người chẳng có lý do gì sa thải tôi. Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Một đứa nhân viên quen chào hỏi ông chủ của mình tại sao bị sa thải. Văn Lê, cô nhìn cho rõ đi. Miễn là tôi muốn, vị trí tổng giám đốc thiết kế Thịnh Thế cũng sẽ là của tôi. Cho dù cô không muốn rời đi, tôi cũng có cách khiến cô không trốn chung thân thôi. Giám đốc Lý. Vâng. Kêu bảo vệ ném con đàn bà này ra ngoài đi. Vâng vâng. Bảo vệ. Bảo vệ. Có kẻ gây rối ở bộ phận thiết kế, ném ra ngoài cho tôi. Bảo vệ. Mấy người bắt nạt người quá rồi đó. Dám sa thải vợ tôi, các người chán sống rồi à? Kêu bảo vệ mà sao anh lại chạy vào đây rồi? Sao đây, chuyển nghề làm bảo vệ luôn rồi sao? Tai chó của anh có nghe thấy không? Bảo vệ không phải chỉ là con chó của công ty sao? Nghe tiếng chủ gọi liền giãy đuôi chạy tới ngay. Anh Mặc, sao anh lại tới đây? Anh muốn cho em một bất ngờ, nhưng vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chó sủa, sợ em bị chó cắn, anh liền tới đây.
Mày gọi ai là chó? Mày gọi ai là chó? Có tin tao, kêu người đánh gãy chân mày bây giờ. Thiết kế thịnh thế của chúng tao không phải là nơi đám rác rưởi như mày tới. Cút! Ngu dốt! 3 phút nữa, các người sẽ biết ai mới là kẻ phải cút khỏi thịnh thế. Đồ bảo vệ thúi, mấy lần trước anh chỉ là mèo mù vớt phải cá rán. Anh tưởng mình là tay to mặt lớn gì đó sao? Mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Đây là thiết kế thịnh thế, đây là địa bàn của sếp Lưu. Nhược nhược, thằng bảo vệ thối tha của cô ta không chỉ là một thằng nghèo hèn mà còn não tàn nữa. Toàn bộ Hải Thành có ai không biết thiết kế thịnh thế mang họ Lưu. Hết 3 phút rồi. Sếp Lưu đúng là một thằng bảo vệ thối tha. Còn cho nó 3 phút, tôi thấy cho nó 3 kiếp cũng chỉ là một thằng bảo vệ nghèo hèn, não tàn bốc mùi. Mau cút khỏi đây cho tao, nhanh lên. Bố, sao bố lại tới đây? Chỉ là hai tên ngốc đang gây sự thôi, con giải quyết xong rồi. Sao tao lại có một thằng con ngu xuẩn như mày? Bố, sao bố lại đánh con? Ngài chính là người tiếp quản bên tập đoàn Thẩm Thị phải không? Đây là hợp đồng mua bán sáp nhập, vô cùng hân hạnh. Thiết kế thịnh thế có thể trở thành công ty con của tập đoàn Thẩm Thị. Bố, bố có nhận nhầm người không? Đây chỉ là hai con chó thôi mà, làm sao có thể đến từ tập đoàn Thẩm Thị? Phải đó chú ạ. Anh ta tên giống chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, đều gọi là Thẩm Mặc. Nhưng cùng tên khác số phận, anh ta chỉ là một gã nghèo hèn thôi. Câm miệng, đồ khốn kiếp. Nếu mày không cặp kè con trai tao, thì sao nó lại gây ra quả lớn như vậy? Bố ơi, sao bố lại đánh bạn gái con? Loại đàn bà này mà mày cũng mù quáng nghe theo, còn không mau xin lỗi sếp Thẩm, dựa vào đâu chứ? Không thì mày cứ cút khỏi nhà họ Lưu đi. Đi theo con khốn này, ăn xin đầu đường xó chợ đi. Sếp Thẩm, xin lỗi. Chú à, chú đừng có hồ đồ nữa, chú đừng có quên. Cháu chính là người mà sếp Thẩm muốn cưới. Anh ta có phải chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị hay không? Cháu có thể không rõ sao? Toàn bộ Hải Thành có ai không biết mày đã bị sếp Thẩm dứt bỏ? Còn không biến đi. Sếp Thẩm, tôi xử lý như vậy, ngài có vừa lòng không? Tôi nghe theo vợ tôi. Vợ ơi, từ bây giờ em sẽ là giám đốc của thiết kế thịnh thế. Em không thích ai, cứ muốn sa thải thì cứ làm. Ấy, ấy, tôi xin lỗi. Xin lỗi nhà thiết kế Giang, sếp Giang, sếp Giang. Tôi xin lỗi cô. Đều là hai người bọn họ ép tôi sa thải cô. Cô đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Xin hãy tha cho tôi lần này, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Nếu tôi không có công việc này, cả gia đình chúng tôi sẽ chết đói mất. Cầu xin cô sếp Giang, sếp Giang. Nếu cô không thích ai, thì cứ nói ra. Thiết kế thịnh thế, kể từ bây giờ, kẻ nào dám gây khó dễ cho cô chính là kẻ thù của Lưu Kiến Quốc này. Sếp Lương, xin thất lễ một chút. Anh Mặc, anh lại làm gì nữa rồi? Anh ra mặt gì em? Không ai có thể bắt nạt vợ anh. Anh nói thật cho em biết, có phải anh đã sớm biết thiết kế thịnh thế sẽ được tập đoàn Thẩm Thị mua lại? Em nói rồi mà, hẹn gì tối qua anh lại đùa với em, nói muốn tặng thiết kế thịnh thế cho em. Thì ra chính là trợ lý cố cho anh biết thông tin nội bộ. Xem ra em ấy vẫn không thể chấp nhận được thân phận thực sự của mình. Anh Mặc ơi là anh Mặc, công việc không phân sang hèn đâu. Em cũng không chê anh kiếm được ít tiền, cho nên anh không cần phải dùng các mối quan hệ xã hội để ra qua với em đâu, được không? Anh chỉ không muốn em phải quá vất vả. Anh Mặc, anh phải tin em chứ, tin tưởng vợ của anh. Em có khả năng lo cho cả nhà. Ở bên trợ lý cố, nói với anh ấy là không cần cho em vị trí tổng giám đốc của thiết kế thịnh thế. Em phải dựa vào nỗ lực của bản thân mình làm người đứng đầu ngành. Vợ à, em thật là tuyệt. Thiệt không đó? Alo, Ali, mình nghe nói là cậu đăng ký kết hôn rồi. Sao cậu lại biết vậy chứ? Còn không phải là tại mẹ của cậu đi rêu rao khắp nơi cậu cưới một gã nghèo rách, còn chửi cậu chống đối, tức quá đi mất. Cậu tới cà phê Thượng Đảo đi, giải thích rõ ràng cho mình nghe. Bây giờ mình đang đi làm, sao qua đó được chứ? 10 phút nữa cậu mà không tới thì mình không còn là chị em đâu. Chuyện gì? Hồi chị em gọi qua nói chuyện. Vậy để anh đưa em qua đó. Trả lại cho trợ lý cố đi nha. Tuân lệnh. Thế nào rồi?
Có phải anh có tiến bộ không? Vợ, em vào trước đi, anh nghe điện thoại đã. Alo, anh à, em về nước rồi đây, đi đâu chơi nhé? Thử luôn chiếc xe em mới mua. Đăng ký luôn rồi sao, lại còn sống chung nữa? A Lê, cậu bị điên rồi. Làm ơn nhỏ tiếng chút đi bà cô. Không phải đâu, nhưng quan trọng chính là người, chính là người đàn ông 3 năm trước. Alo, bạn của tôi sẽ thai rồi, xin cứu chúng tôi với, mau tới đây cứu cậu ấy. Tiểu Lê, Tiểu Lê, cậu đừng có ngủ mà. Chúng ta còn chưa tìm được tên khốn ức hiếp cậu, rõ ràng là cậu cứu hắn ta mà. Chuyện gì xảy ra 3 năm trước? Sao cậu không chịu nói cho tớ biết? Ý của mình muốn nói là 3 năm trước, hồi còn đi học đại học, không phải là có rất nhiều người đeo đuổi cậu hay sao? Yêu đương thì không sao, nhưng kết hôn là chuyện lớn đó, không phải trò đùa đâu. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Nhưng bây giờ mình đăng ký kết hôn rồi, hơn nữa anh ấy cũng rất tốt với mình. Thôi đi thôi đi, cái thằng cha đó không nhà, không xe, không tiền tiết kiệm. Cậu lấy hắn rồi thì cậu ngủ đầu đường xó chợ hay sao? Cậu nghe mình nói, đây chỉ là sự khởi đầu với hai chúng mình mà thôi. Còn về chuyện nhà xe và tiền tiết kiệm, trong tương lai tất cả đều sẽ có mà thôi. Gấp gáp cái gì chứ? Mình kiếm tiền nuôi nấy. Cậu nuôi hắn ta sao? Cậu tìm một kẻ bám váy phụ nữ đó hả? Chị em tốt, nghe lời mình đi. Cái tên đàn ông này không có gì tốt đẹp đâu. Đẹp trai quá. Xin chào, tôi là chồng của Giang Lê. Cũng không phải là không có chỗ để khen. Anh tới rồi. Tìm đâu ra cực phẩm như vậy chứ? Xin chào, chồng của Giang Lê. Xin hỏi anh có còn anh em nào khác hay không? Anh em họ cũng được. Giới thiệu cho tôi một người đi. Để em giới thiệu một chút. Đây là bạn thân nhất của em, tên là Tống Quyên. Đây là chồng của mình, Thẩm Mặc. Xin chào anh Thẩm. Xin chào. Được rồi, bây giờ người thì cũng đã gặp rồi. Yên tâm rồi phải không? Yên tâm rồi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Ngồi đi. Cái đó anh Thẩm nhìn thấy trông rất chu đáo. Ý của tôi muốn nói là khá trầm ổn đó, đáng tin cậy. Bình tĩnh lại đi. Đối diện với cực phẩm như vậy, cậu muốn bình tĩnh làm sao đi? Vậy cậu từ từ bình tĩnh, mình phải về làm việc rồi. À, đi thôi. Tiểu Lê đáng ghét, đồ trọng sắc khinh bạn. Nè nè, Tiểu Lê, đừng có quên buổi họp lớp ngày mai nha. Biết rồi. Tiểu Lê, hy vọng là cậu sẽ không bao giờ nhớ ra những chuyện xảy ra 3 năm trước. Mãi hạnh phúc như vậy nha. Nhưng mà anh Thẩm này nhìn cứ quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Nhìn quen lắm nhưng lại nhớ không ra. Theo báo cáo mới nhất, hôm nay chủ tịch tập đoàn Đế Quốc Thẩm Mặc đã chi hàng nghìn tỷ mua 3 công ty đa quốc gia. Không tin được luôn. Anh chàng đẹp trai vừa rồi chính là sếp Thẩm của tập đoàn Đế Quốc. Khi nào mình mới có được một người bạn trai như vậy? Được rồi, dù gì chỗ này cũng cách công ty không xa, em tự mình đi bộ về là được. Buổi tối nhớ đón em nha. Vậy đâu có được. Sao tên nhóc này lại tới tận đây rồi? Vậy em cứ về trước đi, đừng để người ta nghĩ em trốn việc. Được. Đi 2 bước đi. Nào nào, đi nào. Anh à, người vừa mới rời đi là... Anh gọi chị ấy lại đi, cho em chào hỏi vài câu. Cô ấy đang nóng lòng muốn quay lại làm việc. Cậu có chuyện gì không? Tại sao đột nhiên về nước? Anh tưởng em muốn về lắm sao? Không phải nói nhà họ Thẩm luôn liên hôn sao? Trưởng lão trong tộc cứ dục em trở về, tìm cách chia rẽ hai người. Ôi ôi ấy, muốn đi đào mỏ than ở châu Phi phải không? Không ạ, không ạ, là bọn họ muốn thôi. Em có nói là muốn chia cắt anh và chị dâu nhỏ đâu. Là chị dâu lớn, là chị dâu lớn, chị dâu lớn ạ. Vừa hay cậu về đây, vậy thì thời gian này tôi sẽ giao việc kinh doanh của tập đoàn Thẩm thì cho cậu. Sao? Giao cho em. Thế anh hai sao không tự làm đi? Tôi rất bận. Bận yêu đương hẹn hò. Cái đồ già cỗi như anh mà cũng có ngày yêu đương này kia. Ê, anh yên tâm, cứ giao cho em. Em đảm bảo ngày mai anh sẽ thành bậc thầy tình trường. Bậc thầy tình trường. Đây đây đây, để mình nói vài lời. Mấy chị em chúng ta kể từ khi tốt nghiệp không có dịp tụ họp vui vẻ.
Tối hôm nay, đây, không sai không về, cạn ly. Chỉ có đám con gái tụi mình thôi sao? Không có thú vị gì hết. Tìm một vài em trai ngon ngon để mà gấp vui đi. Để mình cho. Không ổn lắm đâu. Vậy thì tìm vài chú sói nhỏ. Mình... Không không không, mình kết hôn rồi. Không ổn đâu. Được rồi A Lê, đã ra ngoài chơi thì phải tới bến. A Lê da mặt mỏng quá, cứ chọn anh nào đẹp trai nhất cho cậu ấy, trực tiếp tới đây là được rồi. Chuẩn đó. Đừng đi mà anh đừng. Đây là chỗ cậu nói là nơi tình yêu của bậc thầy đấy à? Đúng rồi, đây là câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất ở Hải Thành. Bên trong có đủ loại hoàng tử công chúa, sẽ có loại mà anh thích. Cút đi. Này, bên trong có nhiều gái xinh lắm, đặc biệt là phòng ở trong cùng. Giang Lê, sao cậu ấy có thể ở một nơi như thế này? Vì mà đàn ông tấp nập thế này, biết chơi quá nhỉ? Này, người anh em, cướp chén cơm mà. Chén cơm của anh tôi sẽ mua lại. Anh trai cuối hàng này ai gọi vậy? Nhìn đẹp trai ghê. Nhưng mà sao trong danh sách mình không nhớ lại có một anh đẹp trai như vậy? Này Tiểu Ly, phạm vi công việc của chồng cậu rộng thiệt đó. Chồng mình sao nấy lại làm việc ở nơi như vậy? Không lẽ thấy bản thân mình kiếm được ít quá cho nên làm bán thời gian tại một hộp đêm sao? Anh chàng đẹp trai phía sau, qua đây. Ngồi cạnh tôi đi. Ngồi cạnh tôi đi nào. Các chị đây nhiều tiền lắm. Cậu ta là mình đặt đó. Tới đây. Ngồi đây đi. Vợ ơi, em cũng cho anh tiền tiếp đi. Cho chứ, tất nhiên rồi. Alipay nhận được 2.000 đồng. Anh đẹp trai, sao chỉ đáng 2.000 đồng thôi? Mình trả 10.000 luôn. Qua đây ngồi. Ngon đó, thích chơi dữ vậy sao? Mình trả luôn 20.000. Qua đây. Ngồi đây ngồi đây. Hai người quá đáng lắm. Người ta có thèm để ý tới hai người đâu. Chị ơi, đây. Làm gì vậy? Vợ anh cho anh tiền tiếp. Tất nhiên dịch vụ phải chu đáo rồi. Không phải là em kêu anh đến nhà hay sao? Sao anh lại còn đi làm bán thời gian? Anh mà không làm việc bán thời gian, ai biết vợ anh lại có đời sống riêng tư phong phú đến vậy? Em không có. Không sao, chị thích uống rượu không? Hôm nay em sẽ uống cùng chị ạ. À, nào, chị ơi, em uống một ly dao bôi nhé. Nào, chị ơi, uống đi. Uống nhiều chút, nào. Đúng thật là người đẹp lại được đối xử khác biệt. Các cậu có còn nhớ không? Hồi đó ở trường chúng ta có tên phú nhị đại là Nguyễn Như Lưu. Đêm nào cũng ở sân bóng, đặt 9.999 đóa hoa hồng, theo đuổi Tiểu Lê điên cuồng luôn đó. Phải đó, phải đó. Cách đây một khoảng thời gian, hắn cũng điên cuồng hỏi các bạn trong lớp thông tin về Tiểu Lê. Thật không ngờ đó, lịch sử yêu đương thời đại học của chị phong phú như vậy. Đừng có nghe họ nói như vậy, bọn họ chỉ là đang chọc ghẹo thôi mà. Có đúng hay không? Phải đó, phải đó. À, chỉ đùa chút thôi, bớt nói lại đi, mau uống đi. Uống một ly đi. Thẩm Mặc, để tôi đi cùng anh đưa Giang Lê về. Không cần đâu, tôi có xe rồi. Xe của anh không ổn lắm đâu. Lỡ anh Lê bị té ra khỏi xe thì phải làm sao? Không ngã đâu, chắc chắn sẽ không ngã đâu. Không phải chứ, xe của anh là xe điện đó. Anh Lê đã uống nhiều như vậy rồi, lỡ cậu ấy té thì làm sao đây? Cậu ấy làm sao mà ôm chặt được? Thì ra cô ấy tưởng tôi đi xe điện. Đúng, bạn thân có khác. Ông chủ, xe tới rồi. Bất tài, là tôi đặt xe. Hai người lên xe trước đi. Còn xem mình như là tài xế công nghệ. Sếp Thẩm thế. Bác Tài, dân, làm phiền chở hai chúng tôi về nhà. Không phiền, không phiền. Dịch vụ này quá tốt rồi. Mấy người giàu có thật là kỳ lạ. Lái siêu xe đi chạy taxi công nghệ. Anh tôi đâu rồi? Anh. Đừng kiếm anh của cậu nữa. Đêm nay cậu là của tôi. Anh ơi, cứu em với. Này, sếp Thẩm, cô Giang tới câu lạc bộ làm gì thế? Vợ tôi đi thư giãn thôi, liên quan gì tới cậu? Đi về đi, dân. Chồng à, ôm đi. Vợ, người vừa nãy họ nói điên cuồng theo đuổi em là ai? Là ai hả?
Ngụy Như Lưu. Uống nhiều vậy rồi, vẫn nhớ rõ quá ha. Chắc không phải em vẫn nhớ nhung hắn đấy chứ? Chồng à, em cảm thấy khó chịu lắm. Anh đưa em về nhà đi có được không? Được. Nhưng mà em phải nhớ, từ giờ trở đi, chỉ có thể có một người đàn ông là anh trong trái tim, không thể có người đàn ông nào khác. Hiểu chưa hả? Biết rồi, em biết rồi mà. Nhưng mà anh không được làm việc bán thời gian ở câu lạc bộ đó. Anh phải tin vợ của anh, đủ khả năng để mà nuôi anh chứ. Anh như vậy là coi thường em rồi. Em ghen à? Em không quan tâm cái gì ghen chứ không ghen. Nhưng anh chỉ có thể là của em thôi. Dân Ly, thì ra là tìm một thằng khối rách áo ôm chả làm chồng. Cái gì mà nhà thiết kế thiên tài. Đợi thân bại danh liệt đi. Nghĩ gì đó, bây giờ cậu là quyền chủ tịch tập đoàn. Phấn chấn lên. Anh ơi, phụ nữ thật đáng sợ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Cô ấy, chị dâu, bạn thân nhất của chị dâu. Ôi trời, nói ra cũng chẳng có ích gì. Anh ơi, anh thật sự muốn ở bên cạnh chị dâu ạ. Bớt phí lời. Vậy 3 năm trước, cô gái cứu anh phải làm sao? Chẳng phải anh đã làm vậy với người ta sao? Anh thật là vô trách nhiệm. Đủ rồi, đủ rồi. Ngậm miệng lại đi. Nên chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ chịu. Nên chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ chịu. Anh à, sao? Anh hot trên mạng quá nè. Tháo gỡ ảnh xuống ngay. Tìm ra thủ phạm phía sau. Cho hắn một bài học. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Em giỏi nhất là khoản này. Chào buổi sáng. Dân Lê nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng không ngờ cuộc sống riêng tư lại hỗn loạn như vậy. Phải đó, đúng là tiện nhân, không biết liêm sĩ là gì. Cô ta còn xứng để gọi là nhà thiết kế thiên tài sao? Cũng dựa vào việc lên giường với đàn ông. Ai đã chụp những bức ảnh này? Lần này thì biết xấu hổ rồi sao? Tôi hỏi ai là người chụp bức ảnh này? Cô gấp cái gì chứ? Là tôi chụp đó thì đã làm sao? Tô Nhã Nhược, lại là cô sao? Cô có bản lĩnh, chỉ trong một đêm có thể khóa hết 800 tài khoản khác nhau cho tôi mua một lần. Tôi chỉ có thể dùng cách này cho mọi người biết cô là hạng người gì mà thôi. Cô rõ ràng biết người trong ảnh là tôi và chồng của tôi. Cứ nhất định phải đổi trắng thay đen làm cái gì chứ? Đem chuyện bé xé ra to. Không sai. Tôi muốn cô và thằng tranh con kia bị mọi người khinh thường. Muốn cho cô không còn mặt mũi gì hết. Mọi người còn muốn xem thứ kích thích hơn hay không? Bà chị tốt của tôi, cuộc sống riêng tư khá hỗn loạn, cho nên tôi còn có rất nhiều hình ảnh ở đây nữa. Mọi người đừng tin những lời cô ta nói đều là giả. Không sai, hình ảnh đều do tôi photoshop đó. Nhưng mà mọi người chỉ tin tôi mà thôi. Tôi cho cô chết. Trời đất, kích thích vậy sao? Cũng biết chơi quá rồi. Chắc là bị chơi hỏng luôn rồi. Sao ảnh có thể phát tán nhanh như vậy? Không đúng, mình vẫn chưa gửi đi kia mà. Vậy thì họ đang xem cái gì vậy? Không thể nào. Rõ ràng mình đã photoshop thành mặt của Giang Lê. Hóa ra cô là kẻ photoshop ảnh người ta. Photoshop sao? Tôi Nhã Nhược, cô đúng là đê tiện đó. Chính mình không ra gì, còn dám ăn ốc đổ vỏ lên đầu của thiết kế Giang. Tô Nhã Nhược này cũng biết chơi quá. Chỉ có điều thân hình hơi tệ, chắc bị chơi hư từ lâu rồi. Anh, mọi người đừng nhìn, tất cả đều là giả. Đây là do Giang Lê hãm hại tôi. Tất cả là hình ảnh của cô ta. Tô Nhã Nhược, cô nghĩ tới lúc này rồi liệu còn ai tin cô hay không? Giang Lê, đều là mày gài bẫy tao. Tao sẽ giết chết mày. Bảo vệ, làm ơn đưa người phụ nữ này ra khỏi chỗ này đi. Buông ra. Danh Ly, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tôi giết chết mày thôi. Buông tôi ra.
Mau buông tôi ra. Rất vui khi được làm việc với tất cả mọi người, nhưng tôi mong sau này mọi người biết phân biệt đúng sai, phân biệt trắng đen, đừng để bị dắt mũi, để cho những thứ không ra gì kích động như vậy nữa. Tại sao ảnh của Tôn Nhã Nhược lại xuất hiện trên Internet? Những tấm ảnh đó từ đâu mà tới? Rốt cuộc là ai giúp mình? Chuyện là hôm nay anh chưa thấy gì có đúng không? Có chuyện gì? Không có. Anh có thường lướt mạng hay không? Lướt sóng? Không biết lướt sóng. Xem ra người giúp mình không phải là Nay. Nhưng rốt cuộc là ai chứ? Ai làm việc tốt mà không lưu tên tuổi? A Lê, em có nhớ không? Hồi còn nhỏ anh rất thích ăn cá. Lúc đó từng mơ ước sau này lớn lên có thể mở một cửa hàng bán cá như thế này. Như vậy em có thể ăn cá mỗi ngày. Vậy thì anh có thể ra ngoài làm cá kiếm tiền. Đừng tới câu lạc bộ đêm làm việc nữa được không? Ê da, cô bé ơi, bán cá không dễ như cô nói đâu. Tôi thấy chồng cô da trắng mịn mềm thế kia, chắc chưa từng làm việc nặng hả? Này ông chủ, đừng coi thường chồng của con nha. Anh ấy làm cá rất giỏi đó. Phải không? Ông chủ cho tôi một con. Được được, cầm lấy. Lấy con này, để tôi làm cho. Để bác xem tay nghề của tôi. Tổng cộng 28 đồng. Hai người phối hợp cũng ăn ý quá nhỉ. Hay để tôi cho hai người thuê lại chỗ này. Chủ tiệm ơi, qua đây một lát. Tới liền. Tránh ra. Cậu Ngụy, nói. Mảnh đất này có chút đặc biệt. Bố của cậu, ông Ngụy, đích thân dặn dò không được phép phá dỡ, không thể cải tạo.